Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các lớp thế hệ học sinh trở về trường mang những lời ca tiếng hát thay lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp đến các thầy, các cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.